Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay tôi xin chia sẻ mẹo vận chuyển những cái khúc gỗ to như thế này một cách khá là đơn giản và dễ dàng. Trước tiên thì tôi sẽ cưa hai cái bánh này, gọi là hai cái bánh đà. Chúng ta dùng dây và buộc thật chặt cái đầu này lại các bạn nha.